Bắt cóc cho em. Rồi cho nó ẩm em luôn đi. Còn em không chịu. Em lên mỹ đó. Em tranh thủ đậu khác. Không, ở nhà thì giờ chơi với nuôi. Đi sợ. Ở nhà thì đeo nuôi. Chỉ là không có tiền thôi thì nó sẽ ôm nuôi. Ừ, đúng rồi. Đuổi tiền nhà đi. Có tiền thì nó ôm, chị nuôi nó cứng. Thôi còn nuôi nhà, bỏ con đi nhà luôn. Cho hai đứa tự chơi thôi. Tự chơi, tự dưỡng nhau. Dọc rồi. kiếm hồi bữa thấy con tiểu mà bự quá ha, ú rồi. Quay đằng sau á anh, đằng trước máy là quay máy luôn. Máy góc này quay chứ máy quay sao. Không biết nữa mà chỉnh khớp nhạc với nhau. Như là ví dụ như góc sau góc trước anh làm sao cho nó trùng vô. Biết làm đó chưa? Để hai cái trên dưới vậy đó, không lấy cái nào lấy nữa. Hai cái nhìn song song vậy đó. Nhưng mà anh làm bằng phần mềm gì? Anh làm bằng Filmora chính. Rồi làm bằng Romi á, là anh vừa để vô hai cái clip tự động, anh bấm vô chế độ đó tự động đó. Nó canh cho mình đi hết. Ừ.